Xin chào quý vị và bà con, dự báo nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ vẫn còn tiếp diễn trong từ 2 đến 3 ngày tới, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên thì nhiệt độ thấp hơn 1 độ, cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang vào mùa mưa nên tần suất mưa xảy ra nhiều vào chiều tối. Trong ngày mai, mưa dông vẫn tiếp tục diễn ra về chiều tối. Bà con cần chú ý trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Thưa bà con, vào mùa mưa ở phía Nam, các vườn sầu riêng, bưởi, chôm chôm thường bị bệnh đốm rong gây hại và phát triển mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Để phòng bệnh này, bà con cần tạo mương rãnh để vườn thoát nước tốt, tránh gây ứ đọng, ẩm ướt trong vườn. Kiểm tra vườn thường xuyên và cắt tỉa những cành lá già, nhiễm bệnh và cành nằm trong tán không có khả năng cho trái để tạo thông thoáng cho vườn. Tăng cường bón phân hữu cơ để cải thiện nền đất, giúp đất tơi xốp, đa dạng vi sinh vật có lợi trong đất. Khi phát hiện bệnh đốm rong xuất hiện trên lá, bà con có thể sử dụng thuốc gốc đồng hoặc là thuốc gốc lưu huỳnh phun trên lá. Nếu bệnh trên thân, cành, có thể sử dụng thuốc gốc đồng pha đậm đặc quét lên thân, cành. Trên những vườn thường xuyên bị nhiễm bệnh đốm rong, có thể dùng vôi quét lên thân vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa để phòng ngừa bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại!